Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, cũng như cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kevlog nha. Thì hôm nay mình sẽ cho cả nhà xem tiếp phần 2 của cái đoạn video mà mình xuất hồn ở trong căn nhà ông lão mà thấy một người phụ nữ cả nhà. Thì xem video này thì mình đăng cái phần 1 lên thì mình cũng nhận được rất là nhiều bình luận của cả nhà mình. Thì có nhiều cái thắc mắc như thế này. Mình thì cũng không có trả lời hết được cả nhà, nhưng mà mình có nhiều có những cái bình luận như thế này mình muốn trả lời cho cả nhà nghe, cả nhà hiểu hơn. Thì cái video mà mình về á, mình có thể là mình kể lại cho cả nhà nghe được, chứ mình không có thể ngồi cái đó mình kể lại cho nhà nghe. Thì sau khi mình bị sức hồn mà mình trở lại thì lúc đó cái tâm trí của mình nó không có được như là đủ tỉnh táo để mình nhớ tất cả cả nhà, cho nên phải về mình mới nằm mà nghiền lại và để nhớ, để kể cho cả nhà mình nghe. Thì cũng có một số bạn nói sao mà cũng như là mình làm chi mà cho nó cái thời gian nó dài quá cái video. Thì ở đây mình cũng nói cho cả nhà nghe, cái video mình nó dài cho nên mình phải tách làm hai, trong khi đó mình cũng phải nhớ nữa để mình thuật lại cho cả nhà mình nghe, chứ không phải là ngồi ngay đó mà có thể là nhớ được hết. Thì cũng hôm nay có một người anh hỏi mình như thế này, điện mình trên Zalo có hỏi mình như thế này: sức hồn làm sao có thể nhớ được? Thì anh cũng bị cũng như là bị hết một lần như vậy đó, anh cũng bị cũng như là ngất xỉu bất tỉnh, và cũng như là khi mà tỉnh dậy là không có nhớ, hoàn toàn không nhớ gì hết. Cái đó là rất là nhiều người bị cái trường hợp khi mà bất tỉnh ngất xỉu rồi nhớ còn vậy là không, khi mà tỉnh lại vậy là không giờ nhớ gì hết. Thì đó là đồng nghĩa cái đó là mình cũng như là mình không có nhìn lại được, không nhìn được cái quá trình của mình, cho nên mình không có nhớ nổi thật. Dù cho mình có nhớ chỉ là mơ hồ chứ không có nhớ hoàn toàn hết. Thì ở đây mình thực lại là qua cái video mình nhìn lại mình nhớ mới nổi. Thì có nhiều bạn nói là sức hồn rồi là nhớ liền, khó lắm, rất là khó. Có một người, mỗi người có thực sức hồn khác nhau chứ không phải là chung một thầy, mỗi một thầy có một cái thực sức hồn khác nhau thôi. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng mình xem cái video này nhé.
Cả nhà giờ mình về cả nhà. Thấy mệt quá. Y như mới nằm giấc chiêm bao. Như in trong đầu. Thôi mình về nhà cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Thì sau khi cả nhà xem video thì mình cũng không biết là cả nhà có hiểu được cái vấn đề ở trong cái video này hay không. Thì hôm nay mình sẽ kể lại hoàn toàn hết cái đoạn video trong cái thời gian mà bị như là sức hồn và trở lại cái thể xác mình như thế nào nhé. Thì đây mình sẽ cho cả nhà xem lại cái đoạn này. Đây. Thì bắt đầu mình sẽ phóng to cái video lên nha cả nhà. Nhà thấy này, cái con nữ bên đây đang cố gắng như là muốn cho mình biết được có cái gì đó đang không không tốt đối với mình. Đây là cái giao dịch này. Người đàn ông thì mình nhìn thì mình có thể nhanh xác định được đây là người đàn ông rồi. Kéo vô mình bất ngờ, lúc đó mình chỉ bất ngờ thôi, không biết gì hết. Thì khoảng một thời gian ngắn thôi, tầm khoảng là thì một cái đoạn video mình có thể là mình cắt ngắn lại cho cả nhà xem, chứ không phải là để nguyên hiện trạng thì nó dài lắm, hiện trạng dài lắm, mình cắt ngắn lại cho cả nhà xem cho nó nhanh hơn. Thì mình sẽ tu là cái đoạn gần cái đoạn bị cô gái như nhập vô cái xác của mình. Đây. Mình sẽ tu gần lại. Bây giờ thấy không? Cái con nữ đang cũng như là đang cố đang nhập vô xác mình luôn. Thì đây mình sẽ thu gần lại cái này, mình sẽ phóng to hơn cái này cho cái nhà mình xem kỹ hơn nha. Thì trong cái quá trình mà bị nhập vô, hình như là cái cô gái đang khống chế cái thân xác của mình. Những cô gái này đã khống chế cái thân xác của mình đấy cái nhà nhìn kỹ đi, đây không phải là mình nữa, đây không phải là mình nữa cái nhà, đây là một cái thân xác, một linh hồn này của cô gái đang ngồi ở đây. Mình về mình nhìn lại mình thấy mình về nhìn lại mình mới biết cái nhà, chứ thật sự là hiện tại mình đang ở phía bên trong cái phòng này, mình cũng không biết là phải trong cái phòng này hay không, là mình ở đâu. Mình thấy tối hùng hồn. Thì cái nhà xem cái thời gian mà mình bị như là bị chiếm cái xác này cũng rất là lâu, chứ không phải là một giây lát đâu. Thì mình sẽ tu nhanh lại cái đoạn này mà không, để cho cái nhà xem rõ hơn chút xíu. Mình sẽ phóng sát hơn chút xíu nha. Lúc này mình thì hiện tại giờ mình đang cũng như là bị như là cái cô gái này muốn như là muốn cái thân xác của mình bị chiếm, mà cũng như là muốn như là điều khiển cái thân xác của mình, đúng rồi, như là muốn điều khiển cái thân xác của mình luôn. Cho nên là mình nhìn rõ thì cái nhà nhìn sơ sơ cái nhà có thể thấy nè, nó rất là rõ ràng luôn, cái cam vùng ngoài của mình nhìn ra được. Thì đây không phải mình đâu cả nhà, đây là một thân, cái thân xác của mình, nhưng mà cái linh hồn bên trong thì của cô gái này. Nhưng mà xem hết cái đoạn video này mình mới nhìn ra được cái cô gái này không có ý gì xấu gì mà. Tại cô gái hình như là biết được cái dòng linh nam ở trong kia, họ không phải là hiền. Thì đây mình biết được là như vậy tại vì mình xem video hết. Bây giờ mình sẽ đưa cho cái nhà xem xác luôn nha. Đây thì đây là có một cái bóng này là bóng người đàn ông của hồi đầu tiên kéo mình ra.
Nhưng mà ở đây cái khuôn mặt của mình hình như là bị cái vong linh này họ đang chống lại cái vong này, đang chống lại cái nhà, không cho cái vong này cũng như là tiếp cận đứng cái thân xác của mình. Nhưng mà cái vong nam này họ họ ra hai lần nữa nha, họ tiến ra hai lần, họ tiến ra hai lần có cái ý là cũng như là muốn muốn cái gì đó với cái thân xác của mình. Thì đây mình không có coi được tất cái, thì cái vong này họ không có làm gì được mình hết chứ, cái vong linh này họ không làm được gì thân xác mình hết. Thì mình sẽ tô tới cái đoạn thứ hai cho cả nhà mình xem. Đây thì cái vong này họ đang chuẩn bị bước ra, họ chuẩn bị tiến ra, thì họ cái vong nữ này đang cố gắng điều khiển cái thân xác của mình chống lại cái vong linh này. Đây cái nhà nhìn thấy có thể thấy nhưng mà nó không có được rõ lắm bây giờ, thì cái cam mình nó quay thấy như thế nào thì mình sẽ đăng lên cho cái nhà xem như thế này thôi. Cái nhà nhìn ông, cái ông ta bước ra, ông ta lại bước vô, cái khi mà cái cô gái đang chiếm cái thân xác mình, đang cố gắng giữ cái thân xác mình, thì khoảng một hồi sau mình kể cho cả nhà nghe, khoảng một hồi sau cái mình đang ở trong cái bóng tối, thì trong khoảng thời gian này á thì mình cũng như là trong cái trong đó là mình chẳng có thấy cái gì hết, không có thấy gì hết, cho đến khi nghe một cái giọng nghe như một cái tiếng kêu âm gian, là gian giọng bên tai á, kêu mình về đi, về đi, rất là nhiều, rất là lớn luôn, mình nghe gian giọng bên tai. Thì lúc này mình đang cũng như là cố gắng mình tìm một cái lối ra đó nha, mình chạy ra, mình chạy thí đại ra, mình cũng rất may mắn là mình chạy đúng cái chỗ cái vị trí này, nhưng mà về cái thể xác mình như thế nào thì mình không rõ, tại vì chỗ này mình không thấy rõ mình nha. Cái nhà xem hay là cái vị trí này mình sẽ thu lại một chút xíu, mình phóng to lại nha. Thì cái nhà nhìn xem đây nè, ngay trong cái chỗ cái buổi tối mình chỉ nè, cái nhà thấy ha, cái nhà nhìn kỹ mới thấy thôi, chứ bình thường mình chẳng thấy đâu, cứ như là mình sơ ý mình nhìn là không bao thấy. Thì đây mình nhìn rất là kỹ, tại sao mình có thể về được, thì mình đang cố gắng, hình như là cái dòng nam họ đang kéo mình lại, kéo mình lại khi mình chạy về tới cái thân xác của mình nhập vô. Thì cái đây cái nhà xem, mình sẽ dựng ở đây kéo ngay lại cái hình của mình nha. Thì cái dòng nữ này đây đây đây, họ đã đứng lên, họ đi ra à, thì họ đã đi ra khỏi cái thân xác mình, có nghĩa là họ giữ cho đến khi mình trở về. Thì ở đây mình nghĩ cái dòng nữ này họ đã cố gắng họ giữ cái thân xác của mình, họ giúp mình, như là ý là họ có một cái ý tốt. Cái khi mình tỉnh lại thì mình mơ hồ, mình không nhớ gì chứ, mình mơ hồ, mình về thì mình xem video lại mình mới nhớ thôi. Thì đây cũng như là một cái bài học của mình. Thì ở đầu cái video mình có tháo dây chuyền ra, nếu như mình không tháo cầm dây chuyền ra thì không có vấn đề, thì không có cái vong nào họ dám mà vô cái thân xác của mình, tại vì mình có bùa. Mình sơ ý con cái như thế này, mình không có như là mình ý y đó cả nhà, thì mình mới tháo cái sợi dây chuyền ra, thấy một cái sợi dây chuyền trước mặt của mình là có thể là mình ngăn từ cái sự tấn công từ ở đằng trước tới, ở đằng sau mình cũng có nữa, nhưng mà lúc này thì mình ngồi áp lưng vào tủ, chứ không phải sau lưng mình là có thể là họ không vô được từ phía sau, nhưng mà họ vô được từ phía trước, thì có nghĩa là cái dòng nữ này họ vô được. Cái dòng nam, nếu như cái thông cái dòng nam á mà không thấy cái dòng nữ ở trong cái thể xác của mình, thì chắc chắn cái dòng nam cũng sẽ vô được. Thì mình nghĩ là họ muốn, cái ý định của dòng nam là muốn giữ cái thể xác của mình. Thì trong cái kết của cái video này á, thì mình chỉ biết xách đồ và đi về thôi, chẳng có nhớ gì hết, chỉ mơ mơ hồ hồ thôi. Tại có bạn cũng comment nói tại sao mình không ngồi tại chỗ mình kể luôn, không nhớ nổi làm sao kể
nếu như mình kể mà kể nó không đúng thì mình kể nó không nhớ hết thì cũng như không. Để mình về mình nhớ thiệt là kỹ rồi mình kể cho cả nhà mình nghe. Thì đồng nghĩa với căn phòng này là một cái vong linh hung dữ, họ rất là dữ tợn. Còn ở bên sau cái căn bếp này thì là một cái vong linh nữ là họ đang ở đây, với đồng nghĩa là một cái căn nhà có cả hai cái vong linh cả nhà, nam và nữ luôn. Thì xong cái video này mình sẽ quyết định mình trở lại một lần nữa với cái hy vọng là mình không muốn xuất hồn ở trong cái căn nhà này nữa, nhưng mà mình sẽ tìm một cách cũng như là mình đọc một cái bài chú khác. Mình muốn thấy họ bằng cái thể xác của mình chứ không có muốn thấy họ bằng cái linh hồn mình nữa, tại vì nên mình thấy là rất là nguy hiểm. Cái này cũng như là cái sự may mắn của mình. Thì ở đây cũng như là một sự may mắn của mình được cái dòng nữ họ giúp đỡ, nhưng mà ở đây thì mình chưa biết rõ là dòng nữ họ đang muốn cái gì. Thì ở đây mình đến thì cái dòng nữ này có nghĩa là thấy mình đang gặp nguy hiểm, thì mình chưa được hỏi gì hết. Sau video 1 thì cả nhà cũng thấy được là mình cũng hỏi mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần một cái, nhưng mà cô ta cái người phụ nữ này không có trả lời mình là một cái vấn đề gì hết, chỉ nói là mình tôi đã nhận được rồi thì cảm ơn. Cả nhà cũng có thấy là cô ấy gật đầu cô cảm ơn, nhưng lặp đi lặp lại là đuổi mình về, thì đồng nghĩa lần sau mình lại mình sẽ kiểm tra cả bên trong và lẫn bên ngoài nha cả nhà. Thì hy vọng mình sẽ ngồi đó mình thấy bằng cái thể xác của mình, bằng cái con người của mình, chứ không phải là một cái vật linh hoặc là một linh hồn nào của mình để mình xuất ra mình gặp hết. Tại mình cảm thấy là rất nguy hiểm trong này, mình thì đừng đi mình ơn thôi. Nếu như mình về không kịp ba cái nhang nó tàn hết là cái gì mình khỏi về. Thì ở đây mình cũng muốn trả lời một số comment như thế này. Cho nên mình cũng có một cái chút thắc mắc như thế này, cũng có nhiều nhiều bạn hỏi, có nhiều anh chị cũng là hỏi mình. Thì có một bạn nói mình là cũng như là nói chuyện với vong linh mà nói chuyện quá dài dòng. Ở đây nói thiệt nha cả nhà, nếu như một khi mình xuất được cái hồn ra rồi mình nói gặp một cái vong linh mà mình hỏi không được cái gì, có đồng nghĩa với mình là không được gì hết. Thì mình cứ ý mình là mình muốn hỏi cho thật là nhiều, ví dụ mình muốn tìm hiểu biết thêm, nhưng mà cái cô gái này cũng trả lời chỉ một hai câu thôi, mà chỉ hối thúc mình đi về thôi. Nhưng mà mình được cái đồng nghĩa với mình được cái sự giúp đỡ, đây là có thể là mình đã mang ơn cô gái này rồi. Thì có một bạn tên là Nguyễn Tấn comment nổi mình như vậy nè: bạn có sức hồn xong bạn ngồi cho khỏe rồi bạn thông báo lại cho cả nhà biết liền thì nó mới hay. Thì đây cả nhà nói thiệt nha, mình cũng trả lời cho bạn luôn. Thì nó thật sự ra mà sức hồn ra mày đảo về mà nhớ được thì cũng rất là hay, đạo đạo hạnh cao thâm, chứ mình tay ngang mới học chưa được bao nhiêu hết, mình chỉ học bao nhiêu thì mình thực hiện bấy nhiêu. Có thể là cái học thức của mình về cái tâm linh về đó mình chưa có được rộng lắm, cho nên mình phải về mình phải nhớ lại mới nổi. Chứ một người mà sức hồn rồi bị nhắc xỉu rồi thì nhớ khó, nếu như một thời gian ngắn trong ngày tích tắc khoảng 1 phút 2 phút một có thể nhớ được, thậm chí bây giờ mình bị nhốt vào trong đó là mình chả thấy gì hết, mình hoảng sợ làm gì có đủ thời gian để mình ngồi mình nhớ, trong khi mình nhớ lại cho cả ngày luôn. Bạn Nguyễn Tấn cũng còn Nguyễn Tấn Anh Tấn Nguyễn Anh cũng comment thêm: sau này có gỡ kết cảm được vong linh từ từ có giúp gì được không, vong linh cần giúp bạn hạ sức hồn tiếp cận. Thì đây mình cũng nói với bạn ha,
thì mình cũng đến đây nhiều lần rồi, mình cũng thấy rồi, cho nên mình muốn hỏi tại cái lý do hôm trước đó, mình đến mình quay thì mình thấy cái con nữ này đang ngồi khóc, mình không biết là cái lý do gì ngồi khóc đó. Cho nên mình muốn xuất hồn ra mình gặp cô, nhưng mà thật sự ra không phải mình nên cô trong căn phòng này, căn nhà này, hai em đinh là thì có một số comment như thế này nữa, mình cũng xin phép trả lời cái nhà. Thì có một comment mình nhớ hoài, cái vong linh họ đứng thụ lù như vậy đó, mà tại sao lại nói một cái câu là mình sẽ trở lại cái lần đầu này, cái vong linh nữ đang đứng thụ lù đứng vậy luôn nè, cả nhà thấy không? Đây mình thấy rất là rõ luôn, cái vong linh họ đứng thụ lù cao hổng hổng một đất mà cao như vậy nè, mà bạn nhìn thấy rõ là bạn áo đầm luôn, mà không hiểu sao trả lời câu luôn. Không thấy vong linh đâu, chứ quan thấy gì, chứ thậm chí mình đến đây cái vong linh đây đối diện hai vong linh đang đối diện nhau, mình là một linh hồn là mình còn cái thể xác, còn đây là một cái vong linh, hai cái đang đối diện như thế này đây mà không thấy, mình cũng không biết làm sao mình trả lời luôn, nhà không có coi hay không thì mình không biết, chỉ vô vài kéo cái lột ngang rồi bắt đầu comment lên muốn nói gì nói. Thì đây mình cũng nói thẳng luôn, thì nếu như xem muốn khám phá tâm linh mình phải nhiệt tình mình xem, tại vì tâm linh cái người quay người ta quay được một cái điểm nào đó của tâm linh rất là mừng. Bây giờ cái nhà thử cái nhà đặt máy ra ngoài đồng không bị ruộng gì đâu, nếu như cái nhà về tới nhà mà cái về xem lại nguyên cái video của mình mà không thấy cái gì trên cái nhà nó thất vọng không? Cái đây là mình nói thiệt, mình nói luôn, mình thay mặt luôn tất cả các anh em như là YouTube về tâm linh, nếu như mình quay mình đi nguyên một ngày nguyên một đêm như vậy mình về nhà mà mình xem là cái video của mình không được cái gì hết, mình không trong khi mình quay không thấy gì hết thì anh em rất là buồn, ai cũng buồn hết. Tại vì cái đêm mình đi khám phá mình không thấy được cái gì, đó là một cái chỗ để như là muốn nói gia đình biết là hiểu thêm. Thì ở đây mình quay thấy như thế nào thì mình sẽ đăng lên như thế này cho cả nhà xem, còn ở bên cái hình ảnh nó rõ hay không rõ thì đây mình cũng không biết nó làm sao, thì cái máy nó quay được như thế nào mình quay như thế này. Thì hiện tại giờ thì mình chỉ có cái máy này thôi, nhưng sau này mình cũng cố gắng cũng hy vọng là sẽ được một cái máy tốt hơn, thì mình quay sao để dạy cái ánh đỏ như là chỉnh độ sáng thì có thể là mình chỉnh nó sáng hơn được, cái nhà nó rất là sáng nhưng mà càng sáng thì càng chán không thấy được, nó chá là con mắt luôn, đúng lại là mắt hết luôn, nó chá nó là không thấy gì, cho nên là mình cứ để yên vậy. Thì xem hết video này cả nhà nếu có thắc mắc gì không thì mình cũng kể rõ cho cả nhà nghe. Thì cái vong linh này họ đang cũng như là họ đang giúp mình cả nhà, cái vong nữ giúp mình, một cái vong nam họ có ý hại mình, thì tóm lại trong đây là có hai cái vong linh, thì lần sau mình sẽ đến nó. Thì với hy vọng là mình sẽ tìm hiểu thêm và lần sau mình sẽ không có tự ý và sức hồn ra, nếu như trong khi mình đang là một người thật như thế này, là một con người thật, nếu như mình thấy được cái vong linh đó mà mình không được nói chuyện được, nếu như mình có thể mình giao tiếp được nhưng mà mình không thể nghe được cô ấy nói, mình sẽ làm cái thực sự hồn ngay tại chỗ đó luôn, hy vọng nó sẽ được nói chuyện với cô ấy, sẽ nghe được cô ấy nói gì. Thì ở đây cô ấy nó còn một cái tâm nguyện gì đó chưa làm được, thì mình sẽ đến đó và tìm hiểu cái tâm nguyện của cô ấy là cái gì nha cả nhà. Thì bây giờ cuối video rồi, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, hẹn cả nhà một cái tiếp theo nha. Bye.